Lúc đó đó con, thì cái nhân vật đó phải là nhập hẳn vô à, tất cả cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói và cái hiểu biết của cái nhân vật mình nói là được nhập. Rồi giữa năm bảy ông thần, bộ mấy ông bị nước lụt không có nhà ở, sao mà nhào vô ở cái nhà trọ chung con. Con bước vô đó rồi, con chỉ thủ một vai đã mệt, hàng ngày tập luyện, hàng ngày sống với nó. Mà em nhỏ đó rõ ràng là nó có chuyện là ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào thiền sư. Thì hôm nay con với anh bạn đi đến thiền sư để xin pháp thoại. Thì vừa qua trên cộng đồng mạng cũng rất là xôn xao vụ em bé là có căn căn này căn của Phật tổ. Sát thì sát Hồng Hài Nhi và mượn cái thanh đao của Quan Thánh Đế Quân để múa và trình lễ. Thì con xin hỏi thiền sư cũng như là các mạng xã hội đã bình luận và nhờ con hỏi thiền sư là một đứa bé như thế có thể nhận được ba ân điển một lượt hay không, và thực chất cái căn là như thế nào, thì nhờ thiền sư lý giải cái căn như thế nào để cho bà con mình hiểu rõ hơn cái người có căn và không có căn, và cái căn gốc gác cái căn là cái gì. Dạ Ngô Phật ạ. Ông thường thường trị được cái bệnh gì? Bệnh gì cũng chữa được hết à? Dán chị răng á. Bệnh mà lâu á, bệnh gió gió là không có dán. Vậy đó, uống hết bệnh đó. Đã trả lời rõ ràng đó mấy con ha. À, chúng ta nói về cái hình thức đầu tiên mà chúng ta gặp trước con mắt trước cái đi. Tức là cái hình tượng nó nổi lên rồi, dòm thấy được rồi, nghe nó được rồi, tức là cái kiểu Hồng Hài Nhi đó. Ban đầu nó còn nằm trong cái tưởng, chúng ta chưa có thấy. À, đến khi cái tưởng của họ hình thành bằng nhiều ngã nghe, bằng một cái là gần như là lúc đó họ bị tàu hỏa rồi, chúng nói gì cho mình, bị tàu hỏa rồi, bị hoàn toàn cuốn vô rồi. Hai là bởi tiền vậy rồi à. Thì ngay lúc đó đó con, thì cái nhân vật đó phải là nhập hẳn vô à, tất cả cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói và cái hiểu biết của cái nhân vật mình nói là được nhập. Cái căn bản phải là như vậy trước tiên à. Thì con thấy này, có ai mà nói là trong mình của mình là nãy kia năm bảy ông thần yểm trợ chứ. Nó đừng có nói dốc qua lỗ, kiếm một ông thần nữa, ông thần đã có chưa, phải không con? À, đòi giữa năm bảy ông thần, bộ mấy ông bị nước lụt không có nhà ở, sao mà nhào vô ở cái nhà trọ chung con. Hiểu chưa? Cái đó là một cái lý luận hoàn toàn sai. Còn vấn đề này, nhập giai là vậy nè, khi con bước vô đó rồi, con chỉ thủ một vai đã mệt, hàng ngày tập luyện, hàng ngày sống với nó. Mà em nhỏ đó rõ ràng là nó có chuyện na ta dạy cho con mệt cũng dạy vô cha mẹ khỏi dạy luôn, khỏi dạy luôn, buông ra để cho na cha nhảy trước mặt này, đúng chưa? Cái hình thức đó rồi.
các con thấy này. À, cái con nít đó, cái đứa đó đó, mà nó thích cái đó rồi đó, nó phát triển cái năng khiếu nó lúc đó đó. Cũng như mà cái hạt mà nó nảy mầm, nó vừa chớm lên, nó nhận được mà âm dương khí rồi đó, thì sẵn sàng bung mạnh đó, đó là cái lúc đó đó, thì nó học. Cái tâm của nó chìm vô đó, tối ngày nó là nhân vật đó, rồi nó tự nó thành nó đó. Con hiểu không? Yeah. Đấy là được chu đàn, dạ dỗ. Còn những người hồi trước, người ta vô tưởng mà thôi à. Con hiểu không? Không có được cái sự yểm trợ, tách nập theo cái kiểu như bây giờ bằng phương pháp thầy nói đó. Yeah. Đó, thành ra mấy đứa nhỏ sau này mệt lắm. Mà chúng vô nhà gia đình đó, đúng là đứa bé đang rất là mệt. Còn nó 2-3 sáng, thầy đã nói rồi ha, vô đó một sáng là mệt mỏi rồi, không biết trung tâm rồi, mà làm sao con đủ khả năng trình độ đó. Người lớn như con cũng không nhớ, không biết nổi 2-3 người rồi sao, nó là cái hành động sao và cái kiểu sao, phải không? Nó nói gì chuyện vô lý. À, thì ngay từ đầu chúng ta đã thấy rồi, họ đã không có hiểu cái gì về vấn đề đó, chứ hoàn toàn không hiểu cái gì về đó, mà họ lại làm cái đó, thì con thấy là rất là vô lý, không có điều nào vô lý bằng. Thầy dám nói đó. Sao? Anh căn cứ trên phương diện nào mà anh nói thần nhân ghé nhỏ này đâu, nói ghé, ghé nghe coi, cái luận cứ nào, cái hành động nào, anh nói thử nghe coi. Anh nói nó này kia vậy kia, nó ăn chay này kia này kia, nó quay vậy kiểu đó tối ngày. Cái đó là nó, là nó thần nhân, là thần nhân. Anh dòm nó lây quay cuồng như con bé mà thần kinh. Đã nói đó thần nhân ha. Bây giờ như sư đi, ngông cuồng ngạo mạn, sư nói ông này nhậm ông kia, nhậm nữ kia, rồi nói trời trời vậy đó, nói tiền cơ mẹ bá mỹ ép hay nhỏ đó đó. Ở nhưng mà dụ thầy đi, mà làm giả người ta cũng biết nữa, chứ không có con đi ca đâu mà làm giả người ta. Người ta dòm thấy một trò hề. Đừng nói các con làm giả, thầy làm giả người ta cũng biết luôn nữa, chứ đừng có nói. Không có làm giả. Thầy cũng lại thầy là thiệt nói chỗ đó đó con. Yeah. Đó, thành thử ra chúng ta trở về nè. Ở đây kết luận nữa là cái gia đình của nhỏ này muốn kiếm tiền nó qua một thần đồng Na Tra vậy thôi. Mày tính hả? Bởi vì tao nói, sư đã nói rồi, cái năm nay con thấy nó xuất hiện đủ mọi hình thức, nhiều vị, nhiều người, nhiều đứa con nít nó chưa có lú đầu ra, nhưng mà từ nói chung đó, nó nhảy ra có chỗ đó con, có chỗ có áp lực là bóc ra chung đó cho ra đó. Con thấy trước con mắt rõ ràng ở tại nhà cô ở dưới kia đó, nhà cô ba đó. Thầy thấy rõ là con nhỏ nào mà cao đen tóc dài dài nó nhảy, thầy thấy nó bắt đầu cho trời ơi, thầy thấy bà xa một cái hết biết nhảy đó là làm trò hề, làm trò khỉ, không có nên dẹp ba cái vụ đó đi. Cái đó là đang tuyên truyền mê tín đó nghe, cái đó đang gieo vào lòng của Phật tử những điều không có, nghe không?
mà đem ma gọi quỷ ra hù người ta đó. À, tôi nói trước đó, những cái trò đó dẹp đi. Về bên phía đó đó con, chỉ còn những cái đứa đó con lạc giặc mà ra làm phóng đó, rõ ràng đó. Tôi nói cái con coi, hồi lúc trước ở bên nhà con Ven thì thiên ngạ chạy vô tới con Ven đâu phép tao. Ngoài ở đó ra sẵn dịp đó rồi, nó cũng làm nhiều chỗ khác, nó dậy lên một lúc rồi. Bây giờ mà tới mà cái chuyện mà nó nhảy tới nhà của cô à, thì nó gây hang ổ ở đó để nó thi số tài năng đó nha. Ra có trên bàn thờ nói ở dưới này nó nhảy cứng cứng kiểu đó đó. Đức làm sao? Trời ơi, cũng thầy bà nhập xác nhập lòng nữa cô bà. Nó nằm ở dạng đó, nó tự khoe mình nó xuống đó nhảy tưởng tưởng về. Ta thầy ha, ta đã từng lên đó, ta nhảy tưởng tưởng. À, kết ở đó đó con, thành thử ra làm gì làm, cái kết của sư vẫn là chống mấy cái chuyện đó nghe chưa. Nếu ở đó kéo dài thì ở đó sẽ trở thành cái tụ điểm mà gom mấy cái đứa đó về quậy à. Mà trở thành cái tụ điểm rồi đó thì nó là bước vô khó khăn à, coi chừng gia đình rồi này kia cẩn thận đó. Nhiều đó thôi các con. Cái luận trở lại vấn đề mà cái bệnh cái bệnh mà hiện ngủ lộn xộn, người ta bệnh khác, còn thứ này là cái bệnh khác, thành ra nó có cái loại, nó chỉ gan và phổi mà nó chỉ cái căn. Cơ thể người bệnh thân tứ đại bệnh, tim gan phải phổi này cái là năng được, còn ở bên phía tâm linh nó bệnh rồi, chứ không phải bên phía như ở bên cơ học bệnh. Tâm linh nó bệnh tức là nó đã cái não nó rối rồi. Nó rối bởi hai lý do. Một, bởi tác động nào đó của khoa học cơ thể đụng chạm lại cái xúc tác rồi. Hai, suy nghĩ diễn dông diễn tưởng, lọt vào ảo tưởng không hay, chìm đắm trong đó. Mà cái nhóm lên căng đại đa số là nhóm được tổng hợp bởi hai yếu tố mà ra. Một, hoàn cảnh khó khăn, đau khổ. Hai, cái tưởng thấp quá, non quá, nhập thần nhập thánh ngay từ lúc nằm trên bao đó. Cái này dẫn qua kia dẫn lại, bệnh không đây bệnh cái gì không đây gì mà quay đây quay vô đây nghe nọ đi bác sĩ không có bệnh gì đâu, con nhỏ này quỷ nhập à, thần nhập à, hành căn đó. Người ta nói cái hình tượng đó không có nhìn thấy được cái loại bệnh nào rõ ra, mà cứ quay quần ở trong cái nhang khói. Thành ra ta chỉ đó là bệnh căn, mà cái bệnh căn thấy rõ bệnh căn rồi, cái bệnh nhang khói thì nó đi kiếm nhang khói anh chị. Nhưng cái nhang khói đó nó có nhiều loại à, có cái nhang chính đạo cái mùi hương khác, còn cái nhang tà giáo đó cái mùi hương cũng khác luôn. Còn đốt cái nhang chính đạo lên, mùi hương bay ra cộng với những lời hiền từ thiết tha dịu ngọt. Con ơi, sinh ra cuộc đời này là bể khổ mà thành ra chúng ta gặp gỡ nhau đây cũng bởi khổ mới gặp nhau đây, thì đem những cái lời tốt, những cái lời hay, những cái sách tấn tốt ra để mà trao đổi, để mà hướng dẫn với nhau.
các con à, thương với nhau rồi đó thì mới tu được, chứ con giận với nhau, ghét nhau không bao giờ tu được đâu có. Nó làm cho bởi vậy đó, các thiền sư có cái tâm tánh à, lúc nào giận đằng rầy đằng la, không đủ cái lực giận làm sao mà rầy mà la được. Nó còn nói cái vuốt cái ve, trời ơi, cái vuốt cái ve cũng cả tùy lúc à, lúc quanh lúc quanh rồi lúc cho ăn kẹo chứ, nó tùy thời tùy lúc các con à. Đó, dư lại nè, có nhiều đứa phải bẻ. Nó trời ơi, sư thầy tu mà sư thầy cái tánh cũng còn sân quá, cũng còn giận, cũng còn la hét đó con. Không có phải, mấy đứa không có biết. Khi cái tâm não sư mà cuốn vô sự việc gì đó, sư hoàn toàn chìm đắm vô đó. Cái lúc đó tôi giận, lúc đó tôi thương khóc, lúc đó sao tôi vui cười à. Nó chia ra, còn các con dụng đóng đó, các con thấy lạ. Đối với sư nó không có lạ, sư đã từng đi qua mà, trong cuộc đời mà. Gặp nó là phải nhìn nhận nó, phải chấp nhận nó rồi đi qua. Dạ. Chứ không phải như các con mà giận đó rồi này, các con giữ hoài theo kiểu câu chuyện đã qua, các con còn hỏi. Nằm chỗ đó. Cái bệnh hành căn đó các con, là nói lên, chỉ rõ cho một loại bệnh nó có ảnh hưởng tới tôn giáo, tại vì nó từ tôn giáo mà ra. Thành thử ra các cái loại bệnh căn khi xuất hiện ưa xưng thần xưng thánh là chỗ đó, ưa nói những cái dông này dông nọ nhập vào họ à, chơi luôn đó, không phải họ nữa à, đó, nó nằm chỗ đó đó con. Nhưng tất cả các cái đó đều là tưởng mà ra hết, đều là tưởng mà ra hết. Không có ai mà chết mà nhảy ra mà nguyên hiện nguyên mình vậy mà lên đó thành vong thành nhập, không có. Có cái linh hồn con người ta nó chỉ là một cái khối, nó là nguyên tử rồi. Cái linh hồn chúng ta không có thấy nữa nè, nó là cái khôn ngoan của con người, nó là cái hiểu biết của mình, đó là linh hồn đó. Thì linh hồn không có tay, không có chân, không có mịn mẩy gì hết trơn á. Linh hồn là ta, chứ không phải thể xác này. Thể xác này là thể xác này của tứ đại, ở cõi ta bà mà thôi. Còn cái linh hồn của ta vẫn là linh hồn của ta. Đó, à, các con thấy, khi thân xác tứ đại này có hoại đi, ok, nó... ta mượn tạm mà thôi, còn linh hồn ta vẫn còn nguyên, vẫn còn trụ và vẫn còn thăng tiến. Nếu cái trụ này không giỡn, hư hoại, không theo nổi thời gian, thì ta tìm đến cái trụ khác. À, bằng chứng là trong cái cuộc sống hiệu ngũ của ta bà này, ta đã có cái chỗ ta đi rồi trước khi ta chết. Nè, và chỗ đó các con, trở lại vấn đề dông. Thành thử ra, nói về dông, thầy đi sâu vô một chút nữa để các con thấy rằng nó là tưởng tượng mà thôi. Bởi sư nghe sư phụ luận đó, cái dông của sư phụ, cái linh hồn của sư phụ là một cái khối nguyên tử, một cái lực nguyên tử, chứ nó không có sắc thể nữa, nó không hình tướng nữa. Còn quý vị, cái dông quý vị ra nó còn sắc thể, nó còn hình tướng. À, thành thử ra quý vị còn nằm ở đó hoài không vươn lên được lại chỗ đó đó. Tôi cứ mê đắm cái này là thiệt, tôi cứ ôm cái thiệt đó mà suốt đời, không có biết rằng cái thiệt này là cái giả. Quý vị gạt quý vị mà quý vị biểu thiệt, chứ ai mà nói. Chừng nào sư nói á, ồ con ơi, giang ai này kêu chỗ nào chung đạo dự nó chạy ngờ ngờ, thì các còn cái không ai ra nói kiểu đó chứ, chỉ có tà đạo tà thần nói để nhát quý vị thôi, còn sư không có dạy quý vị kiểu đó. Trời ơi, linh hồn chút ra ngồi dậy đi đã. Trời ơi, tới ngày còn mua xe hơi đốt gửi xuống nội trơn,
ông nội mẹ ơi, nhà lầu đồ này kia sao ơi gửi xuống. Đó là cái tưởng con sai từ từ cái lúc xuống hồn rồi. Từ lúc cái người đã chết con đã tính sai rồi, mới giờ này mới có nhà lầu à. Mới có xe cộ, mới có người hầu đốt đem xuống nè. Ủa, đâu mà có. Yeah. Đừng có nói vậy. Nếu có là mấy ông thầy bùa thầy bác á, à, chuyển cái không có trở thành có, chuyển cái không có trở thành hình, để chi nhát mấy con gạt mấy con lấy tiền. Đối với sư cái chuyện không có. Còn trở lại hành căn, hành căn là loại bệnh đó đó, loại đó mới bị đem vô sư suy giải hết trơn à. Còn đem vô tà sư càng ngày càng càng thấm. Đem vô tới sư nói mi không phải bị dập mà mi bệnh hoạn theo cách ta tu. 10 bữa nửa tháng mất tiêu chẳng hạn. Còn theo các tà sư, ông là nhập, ông kia nhập. Nó bị mấy ông này phán nhập nữa là nó nhập còn dữ. Càng ngày càng bệnh nặng. Con hiểu cái đó chưa? Dạ. Đó, làm cả. Còn quý vị đó, một tay thì cầm ly nước. Dạ. Một tay thì cầm nhang. Ly nước thì quý vị đưa lên trộn trắng dồn vô đó đó. Cây nhang thì cái tay dậy dậy dẻ dẻ quơ quơ. Dạ. Rồi quý vị nói đó là dẻ bùa bằng chữ cho hết cái bài chú đó đó. Người ta gọi là cô viết cái đó, cô phải biết cái lần đó nó ra cái chữ gì à. Một ha, là đang muốn tạo cho mình một cái chỗ đứng, một cái thế đứng, một cái uy tín cho tương lai. Nói cổ tà đạo ừ, sẽ tìm cái cách nào nó dễ dàng nhất để hướng dẫn tất cả các Phật tử. Yeah. Mà có cái dịp mà gặp sư trên clip kiểu này đó, các con bắt đầu học cái cách dạy tu thiền của sư dạy. Yeah. Tổ sư hồi xưa nay chúng ta, tổ sư có cách dạy của tổ sư. Yeah. Sư học theo phương pháp của sư cũng là do truyền đạt của tự cao nhân mà xuống, chứ không phải học của thầy, của Phật, của tiền, của người phàm tục mà thôi. Nhưng mà thầy của sư đã là nhập diệt rồi, sư không dám nhắc tới nữa. Yeah. Xin lỗi, sư không bao giờ dám nhắc tới. Thế thôi, nhưng sư học có thầy. Yeah. Đó thì như thế qua bao nhiêu năm tu, và đến cái giai đoạn này là giai đoạn cận tử của sư rồi. Yeah. Sư tìm cái phương pháp dạy thiền nào cho các con tốt nhất, nhanh nhất. Có thể nói là chúng ta có một cái cách mở phá vấn đề này. Nếu mà sư nói hơi diễn dông, hơi tự đề cao. Yeah. Có thể nêu được thì có thể khai phá được cho Phật tử một phần nào đó về thiền. Yeah. Nếu các Phật tử vô học thiền mà học đúng phương pháp như sư, các Phật tử học không có nổi đâu. Giúp quá không có nổi đâu. Yeah. Nội mà ly da nè, không được nè ha. Ha. Yeah. Vô Bát Nhã Ba La Mật không được nè. Yeah. Ly da các ai không được, làm sao các con vô Bát Nhã Ba La Mật? Khi các con chưa có Ba La Mật, làm sao các con định được? Yeah. Định không được thì mày quận quận hoài, mày đi tới đâu? Phải không? Yeah. Thì như thế, sư tìm ra được một phương án để cho các con chống vọng tưởng nhanh nhất. Yeah. Tại sao? Bước vô chúng ta ngồi thiền đó các con, chúng ta bị cái gì? Chúng ta bị cái dĩ vãng, cái hiện tại và cái tương lai. Yeah. Ba cái đó nó quần mình hoài hả? Yeah. Mình thanh không có nổi. Hết cái dĩ vãng nó đánh vô tới cái tương lai. Hết cái tương lai tới cái hiện tại. Yeah. Ba cái đó nó quần não mình không à. Thành ra không bao giờ cái não mình định được hết chứ. Yeah. Ba cái đó là ba cái độc. Các con coi như nó là một cái đám mây, nó bay vòng vòng nó phá mình vậy à. Nhưng mà tâm ta là bầu trời sáng hạt. Ta khi mà tu thiền, ta chỉ cần đem riêng cái tâm của ta tránh xa ba thằng mây.
ta tạo cho ta cái quyển cảnh nào đó ta trở về. Dạ. Cũng như khi các con đang sống trong cuộc sống hiện hữu mà gặp cái bực mình khó chịu quá, sức chịu nổi đời bỏ hết, bước vô phòng quánh chuông bó ngồi xuống đó, trong vòng 3 phút sau các con thanh thản bước ra ngoài sự việc khó khăn đó đi. Dạ. Cho thanh thản đi các con, nhẹ nhàng đi, về nơi cái an trú của mình đi. Dạ. Từ từ thầy dạy các con tạo dựng cái an trú cho mình. Dạ.